Mình vừa nghe một đoạn clip test nhạc không lời qua chức năng kết nối điện thoại. Em xin giới thiệu, đây là dàn mini model là Onkyo CR-U1. Dàn này chức năng chính là CD hoạt động ok. Phía trước này có ngõ USB iPod, ngõ này dùng kết nối với iPhone, iPod, máy tính bảng. Mình vừa kết nối vừa sạc luôn nha. Mình dùng nhỡ dây đây, nhỡ dây sạc của iPhone để mình sử dụng. Thiết kế theo kiểu châu Âu nên mình sẽ thấy không thấy em mà đi trên cái amply này. Em cố tình tháo cái lưới loa ra cho các anh xem là mặt trong cái củ loa bass và treble của nó, nhưng khi mà cái bộ dàn này ở cái kiểu dáng, ở cái cách trưng bày sang trọng nhất là mình không nên tháo lưới, vì nó hài hòa giữa cái đầu amply và loa, một màu trắng cực kỳ sang. Em nghĩ đây là một bộ dàn mà so với những cái model thông thường, mặt dàn là phi nhôm rồi này kia nọ, thì đây là một cái kiểu dáng phá cách, thiết kế hiện đại và sang trọng. Mình vừa nghe một đoạn nhạc qua điện thoại, thì bây giờ em sẽ test nhạc qua chức năng CD. Thì mình muốn qua điện thoại hay CD thì mình nhắn chữ input trên đây. Sẵn đây thì em sẽ thử luôn tần số FM cho mình xem nha. FM mình dò ở trên khiển nha. Line là kết nối điện thoại phía sau CD. Đây em sẽ quay mặt sau cho các anh tham khảo luôn. Rồi mình sẽ test nhạc qua CD. Hỗ trợ ngõ sub để kết nối sub điện rời, tăng thêm dây âm trầm, ngõ AUX hai đầu AV ra 3.5. Mình dùng kết nối điện thoại, TV, máy tính và nhiều thiết bị ngoại vi khác. Công suất của amply để em xem nha. Công suất của amply là 30W. Công suất lo là 60W trên cặp lo. Hình thức lo rất đẹp nha. Đây, một cặp lo rất đẹp. Một chút xíu em sẽ chụp riêng lo cho mình xem. Bên em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, các anh nhận hàng tại nhà. Các anh nào mua bộ dàn này thì vui lòng cọc giúp em 500.000. Số tiền còn lại bưu điện sẽ thu hộ, và khi nhận hàng thì các anh vui lòng thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em. Bên em bán hàng là không bao ship nha. Giá bán chỉ gồm giá dàn, không bao gồm phụ kiện như đổi nguồn, dây kết nối điện thoại và không bao ship. Chiều cao của lo em để găng tay cho mình hình dung. Chiều cao của lo là 20cm, chiều ngang cả bộ dàn là 45cm. Thiết kế kiểu hiện đại hướng châu Âu nên không có MD, và màu trắng rất là sang trọng, mình có thể sử dụng tốt cho phòng 20-25m² thì ok. Đây là hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V. Các anh có thể mua cục đổi nguồn bên em, hoặc có thể lấy điện 100V từ ổn áp kéo ra để sử dụng thì ok. Bây giờ mình cùng nghe một đoạn clip test qua chức năng đĩa CD nha. Trời đã rồi đây chẳng tranh trách xuyên ánh quang mày, trời đã mưa rồi đây, mưa trên xóm xa ánh đô thành, đường ngoài kia không xôn xao không đẹp vì đen màu, ôi đường dài hun với đêm sâu, bước chân ai qua mau, dưới mưa nghe nao nao lẫn tiếng còi tàu thét lâu, nằm giữa đêm ngoài ô nghe mưa rớt trên khóm tre già, làm chi cho ướt áo anh tôi, đến mai khi nơi nơi gió im mưa thôi rơi, mời anh qua làng tôi. Đây là số điện thoại bên cửa hàng em, 0931008099. Các anh có thể gọi đến số này hoặc nhắn tin Zalo để em gửi hình ảnh chi tiết của buổi
điện thoại cho bài đăng giúp em. Yêu hắn soi con đường mơ mơ mơ.